Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong thời điểm đầu tháng 5 này em sẽ làm video giới thiệu với anh chị nội ngoại thất chiếc xe Altis màu đen phiên bản 1.8V, cũng như là giới thiệu cho anh chị một chút về các chính sách bán hàng tháng 5, cũng như là phân biệt cho anh chị một chút về các giá xe. Đầu tiên thì xe Altis được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV là bản xăng điện. Trước mắt chúng ta đây là 1.8V màu đen là bản xăng cao cấp. Thì 2022 này bản Altis thì cũng khá giống với cả Cross, cũng được chia thành 3 phiên bản và cũng đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và so sánh với các 3 phiên bản thì thứ nhất nó có 2 phiên bản thuần xăng là 1.8G và 1.8V. 1.8G thì và 1.8V nó giống nhau về kích thước khung gầm động cơ và cảm giác lái. Tuy nhiên là hai phiên bản khác nhau khá nhiều. Thứ nhất là về cái lớn nhất là Toyota chất xe này. Thứ hai là nội ngoại thất thì bản này có ngoại thất được thể hiện là la răng phay xước và lốp Michelin. Còn phiên bản xăng điện bản HV với cả phiên bản xăng cao cấp này thì có option giống nhau, tuy nhiên là khác nhau về máy. Còn giá lần lượt ở các phiên bản là 1.8G có giá niêm yết là 760 triệu, 719 triệu, còn phiên bản 1.8V hiện tại đây là 765 triệu, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện là 860 triệu. Thì trong tất cả phiên bản thì bản 1.8V này, bản xăng cao cấp này là phiên bản bên em bán chạy nhất. Nó có một số lý do như sau. Thứ nhất là option cái giá của bản G và bản V nó chênh nhau không quá nhiều, 719 và 765. Và cái thứ hai là bản với cái thói quen dùng của thị trường Việt Nam ấy, thì bản xăng điện thì cũng khá kén người dùng, nên là mà option lại như nhau, nên là đa số các khách hàng lựa chọn phiên bản 1.8G, 1.8V này. Còn về giá bán của tháng 5, em cập nhật cho anh chị là thứ nhất, phiên bản 1.8G sẽ được giảm 10 triệu tiền mặt này, tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 20 triệu. Còn phiên bản 1.8V ít hơn một chút, tặng cho anh chị 5 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện là 15 triệu. Còn phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng cao cấp thì có giá niêm yết là 860, giảm cho anh chị 10 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 20 triệu. Tính giá lăn bánh thì em tính cho anh chị ví dụ một phiên bản là trước mặt chúng ta đây, bản 1.8V màu đen có giá niêm yết là 765 triệu. Thì xe Altis 2022 thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên là cái thời điểm này thì cũng đều không được giảm thuế, nên là thuế nó vẫn là 10%, 765 cộng với tiền thuế là 76.5 triệu, cộng với cả chi phí đăng ký đăng kiểm nữa sẽ rơi vào khoảng 850 triệu quay đầu. Thì xe thì được bên em hỗ trợ trả góp tối đa lên đến 80% giá trị xe, nên là anh chị chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu là 153 triệu, số tiền xe cộng với tiền thuế là 76.5 triệu, là với số tiền khoảng 240 triệu, đầu tiên là khoảng tầm 240 triệu là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Xe ở phiên bản 2022 thì đã được tinh chỉnh, thứ nhất là cái ngoại thất nó rất mới rồi, thứ hai là cái mức tiêu thụ nhiên liệu được tối ưu hơn, xe chỉ tiêu thụ 6,84 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đây em sẽ ghép vào một chút nội thất. Thì cửa đã được trang bị nó giống với phiên bản trước, là cửa thông minh, chỉ cần ra xe là chạm vào là cửa sẽ khóa này, tự động cụp gương. Và khi mình đến gần xe mà chìa khóa hiện tại đang đeo trên người ấy, thì cần thò vào cửa là cửa sẽ mở khóa. Ngoại thất xe thì có các lựa chọn như màu trắng ngọc trai này, màu đen và màu đỏ là những cái màu thông dụng. Nội thất thì có hai lựa chọn là màu đen như anh chị đang xem đây, và có một lựa chọn nữa là màu đen pha be. Đây là nội thất của xe. Bật cái màn hình lên. Ở phiên bản mới này thì cái nội thất khá giống với cả Cross, đều được nhập Thái. Màn hình thì đẹp hơn Cross này, còn cái cụm điều hòa thì sẽ là giống của Cross. Còn màn hình này đặc biệt, theo em thì là cái màn hình của Altis hiện tại là màn hình đẹp nhất của Toyota.
bởi vì là màn hình to này, ngoài ra là còn được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay và Android Auto và Apple CarPlay không dây anh chị ạ. Nên là anh chị ngày xưa thì nếu mà muốn xem Google Maps rồi các thứ YouTube ở trên màn hình ấy, thì mình phải cắm dây. Tuy nhiên là với cái phiên bản bây giờ thì mình chỉ cần là kết nối điện thoại không dây thì đã có thể kết nối với cả điện thoại rồi, xem map rồi các thứ. Và đặc biệt nữa là Active hơn Cross là được trang bị cái phanh tay điện tử và auto hold. Tuy nhiên là kém cái Cross phiên bản V là thiếu mất cái camera 60. Và trong khuôn khổ video nhanh này thì em xin phép là giới thiệu sơ qua về nội thất, ngoại thất cũng như là về một số cái chính sách bán hàng cho anh chị tham khảo ở tháng 5 này. Nếu anh chị nào cần em tư vấn thêm về thông tin xe cũng như là về chính sách bán hàng thì có thể liên hẹn giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.